Vũ điệu mừng năm mới của người Ecuador tên từ Pilarol. Người dân thành phố Pilarol thuộc miền trung của đất nước Ecuador đã mừng năm mới theo cách rất đặc biệt với vũ điệu múa của quỷ. Vũ điệu truyền thống không thể tìm được ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Hàng ngàn người dân bản xứ tham gia trình diễn điệu múa mang đậm màu sắc văn hóa dân gian này. Trong đó có nhiều người đi bộ từ những vùng quê xa xôi đến thành phố Pilarol. Ăn mặc những bộ trang phục và mặt nạ bằng giấy, tô vẽ nhiều hình ảnh, họ hóa trang thành những con quỷ, liên tục nhảy múa trong tiếng nhạc rộn ràng. Vũ công Roberto Roden cho biết, anh đã đóng vai một con quỷ và tham gia sự kiện trong 8 năm qua. Không chỉ anh mà mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ, đều cảm thấy rất vui vì được tham dự. Từ khi còn bé, trẻ em nơi này đã được làm quen với việc hóa trang hay mang mặt nạ trình diễn điệu múa của quỷ. Điệu múa của quỷ ra đời thời thuộc địa, khi đó người dân bản xứ hóa trang sao cho thật đáng sợ nhằm đe dọa những người Tây Ban Nha xâm chiếm nơi đây. Theo thời gian, điệu múa thì đã có nhiều thay đổi so với trước nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc địa phương. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO đã công nhận lễ hội này là di sản văn hóa vào năm 2009 và được tổ chức mỗi năm từ ngày 1 đến ngày 6 tháng Giêng.